đang nằm ở chòi ngủ giữ gà giữ vịt mà nghe cái con nhỏ này nó xin lỗi quý vị, kêu bằng con nhỏ luôn, không biết được bao nhiêu tuổi, nói cái câu này nghe thấy bắt buồn. Mà có nhiều người nghe câu này hay lắm, xe liên tục, xe tích cực, nghe qua thì thật là hay, mà ngẫm ra mới thấy đắng cay muôn phần. Ủa thời cha kính mẹ mới là chân tu, vậy quý sư cô đi chùa cạo đầu đến chùa tu hành thì không phải chân tu hả? Thờ cha kính mẹ cũng là đi tu, nhưng mà những cái hình thức khác cũng là chân tu vậy, chứ đâu phải chỉ có thờ cha kính mẹ mới là chân tu đâu. Trắng da trắng thịt quá, hơi cái đầu chọc thôi. Cái chuyện đời mình đã tu rồi, chân không tất sắc, tứ đại giai không. Cái chuyện người ta thờ cha kính mẹ là cái sự báo hiếu của những người con. Còn nhà ngươi đi tu là do là ngươi nó xin lỗi, làm biến không chịu đi làm, mượn lời kinh tiếng kệ của Phật để lấy miếng ăn, chứ có làm được cái con mẹ cho đâu mà hay ho. Mình lên ở đó tuổi đời được bao nhiêu mà triết lý đạo. Có một số Phật tử đáng tuổi, đáng cha, đáng chú ngồi đó mà lắng nghe, những con nhóc tì tào lao thấy mắt nóng.